Thưa quý vị, toàn bộ hệ thống chính trị và người dân cần ý thức tình hình dịch bệnh hiện tại, tuyệt đối không được chủ quan, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời quyết liệt truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan đến F0, là nội dung chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh khi cùng chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở, ngành, địa phương vào cuối giờ chiều qua. Sở Y tế cho biết còn nhiều trường hợp có triệu chứng nhưng không đi xét nghiệm nên không được phát hiện sớm để xảy ra nhiều trường hợp dương tính. Đề nghị tuyên truyền người dân khi có dấu hiệu nghi ngờ cần đến ngay cơ sở y tế để xét nghiệm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết hiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đối với những ca chưa xác định rõ nguồn lây, Phó Chủ tịch yêu cầu các địa phương ngay lập tức điều tra, rà soát kỹ và làm xét nghiệm tất cả những trường hợp có tiếp xúc với ca F0 trong vòng 14 ngày kể từ ngày có triệu chứng. Vì đây là thời điểm quan trọng. Về công tác tiêm chủng, Phó Chủ tịch đề nghị các quận huyện giao cho một người lãnh đạo phụ trách toàn bộ điểm tiêm chủng để xử lý nhanh các trường hợp xảy ra. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết qua đánh giá tình hình dịch đang có nguy cơ tái bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp. Bí thư Thành ủy nhận định nguyên nhân là do sự di chuyển từ địa phương này qua địa phương khác và mở lại các hoạt động. Các tỉnh thành khác nói chung đều xảy ra tình trạng bùng phát dịch như vậy nên Đà Nẵng không phải ngoại lệ. Bí thư Thành ủy đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị và người dân cần phải bình tĩnh để xử lý và tuyệt đối không được chủ quan. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục nắm chặt, quản lý tốt địa bàn, kịp thời phát hiện những người từ địa phương khác đến về thành phố. Hiện nay thì có rất nhiều các cái ca dương tính trong cộng đồng. Do đó tôi đề nghị là tất cả những địa phương mà hiện nay đang có ca dương tính như Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, rồi Cẩm Lệ và Thanh Khê phải hết sức nhanh chóng và quyết liệt trong cái việc triển khai các cái biện pháp về truy vết, rồi khoanh vùng, rồi xét nghiệm để làm sao cái yêu cầu đặt ra là phải dập được nhanh và không được để lây lan ở cái mức độ diện rộng. Bí thư Thành ủy yêu cầu thông qua các ca bệnh mới, các địa phương phải có đánh giá đúng tình hình dịch bệnh trên địa bàn để có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn phù hợp. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị và người dân phải nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ, trách nhiệm phòng chống dịch trong bối cảnh này, đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của thành phố trong công tác phòng chống dịch. Nội dung đó là vấn đề kiểm soát người từ, chúng ta nhắc lại là người từ địa phương khác về, chứ không phải là nội bộ những người từ vùng dịch đâu, người tất cả những người địa phương. Bởi vì chỉ cần đi họ đi ngang qua một xíu là gặp ở đi xe, gặp ở một quán nước cũng có thể là lây nhiễm rồi. Cho nên phải là kiểm soát người ở địa phương khác về. Và những cách ly tại nhà thì chúng ta cũng phải theo dõi quản lý của cả luôn những người mà trong nhà đó luôn thì mới chặt chẽ được. Chủ tịch cũng đề nghị kiểm tra chặt chẽ tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng cá, Tọa Quang, chợ đầu mối, các siêu thị v.v. Các địa phương tăng cường kiểm tra và xử lý hết các trường hợp vi phạm, nhất là không đeo khẩu trang và các hàng quán không quét QR code, đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để người dân không chủ quan, ý thức tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine và rà soát những người chưa tiêm, đảm bảo 100% người được tiêm mũi 1.